ăn uống và bổ sung như thế nào để cao. Hôm nay thì dược sĩ Đài Minh sẽ chia sẻ cho các mẹ ăn gì, ăn như thế nào để con có thể cao được. Trước hết thì con cần có một cái chế độ dinh dưỡng đủ và lành mạnh. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ sẽ cần đường, cần chất đạm, cần chất béo, cần vitamin và khoáng chất. Nhưng mà sử dụng như thế nào thì lại cần được trang bị một cái kiến thức chuẩn. Các con cần hạn chế các đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga nếu như con muốn có chiều cao tốt và một cơ thể khỏe mạnh lâu dài. Ăn sáng đầy đủ sẽ giúp cho các con có được nguồn năng lượng dồi dào. Nhiều gia đình cho con dày muộn khi đi học lại vội vàng, cho con uống tạm một hộp sữa rồi bỏ luôn bữa sáng. Hay tập cho con dày sớm hơn. Ăn sáng đầy đủ và thông thả vừa giúp cho con có sức khỏe tốt, vừa giúp con tập được một thói quen đúng đắn. Có một số bố mẹ vì muốn cho con ăn uống được nhiều, lại thêm cho con ăn cả bữa đêm, trừ trường hợp là trẻ sơ sinh. Khi mà các con đã chuyển sang ăn điều đồ theo bữa thì nên hạn chế ăn đêm. Lý do là khi các con ăn đêm, ấy, cơ thể sẽ tiết ra cái insulin để tiêu hóa thức ăn. Mà insulin thì lại hạn chế hormone tăng trưởng. Nếu như khi con đi ngủ sẽ không cần dùng được tối đa cái lượng hóc tăng trưởng đáng ra sẽ giúp cho con cao lớn. Follow dược sĩ Đài Minh để nhận những cái video ở các cái phần tiếp theo về tăng trưởng chiều cao cho con nhé.